Anh lấy ở đâu ra thế? Thì có người vừa bên bán cho anh. Uống cả rượu gian thủ đến thế là không. Giang huyền ra hắn lại cứ mời mãi, con từ chối nó không tiền. Nó thề rượu moi gan mày hỏi chuyện, rượu uống rồi mày đâu dễ làm ngơ. Thế rượu anh đã nói những gì? Khi con là đạo lý văn thơ, rượu rồi thơ, thơ rồi rượu, nó cứ lũ hủ lên đây. Em sợ anh say, nhớ anh nói ra ấy thì... Anh có nói cái gì đâu. Cầm đi. Không đời nào tên phản dân đạo ích. Từ kinh đô về đây là ban rượu quý cho mày. Mày hay nói tao nghe, mày đã khai những gì? Mày phải nói thật. Nếu không, tao sẽ giết mày. Anh ơi, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Con xin cha hãy tìm con đông dân, cho con được đôi lời tâm huyết, dù thiên nắng xương tan còn cũng nguyện cao lòng. Con xin cha. Con Trinh, ra kia.